Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang về ngũ hành ngũ hành niên mệnh Phú Đăng hỏa ngày Ất Tỵ tức Can sinh Cho Chi có nghĩa là Mộc sinh Cho Hỏa và ngày hôm nay là ngày Cát về nạp âm Phú Đăng hỏa kỷ tuổi kỷ Hợi Tân Hợi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành Kim đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí. vài tuổi xung khác trong ngày tuổi quý hợi tân hợi tân tỵ tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt bao gồm sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao cát khánh tốt mọi việc sao âm đức tốt mọi việc sao tuế hợp tốt mọi việc sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được các sao xấu trừ sao kim thần thất sát và các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao địa tặc xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành sao hỏa tai 6. Đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao nhân cách. 6. Đối với giá thú, khởi tạo, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Và các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Tiếp theo, mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tý á xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này với bạn sẽ cần tới cái sự giúp đỡ của thực thần trong cái chuyện làm ăn buôn bán với mình và cũng may là bạn tuổi tý đang có được cái vận quý nhân xuất hiện đúng lúc cho nên bạn mệnh không bộ lỡ thời cơ tuy nhiên trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tý bạn mệnh cũng cần phải tự tin hơn nữa dấn thân hơn nữa có những lúc cơ hội chỉ đến một lần nếu như bạn do dự trần chừ là đã thiệt hại mất một phần số tài lộc lẽ ra là của mình có thể nhận được bạn tuổi tí nhé tuy nhiên trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tí cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có họa thủy xung khác cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm đường tình duyên gặp trắc trở khó có thể đi đến cái điểm cuối cùng và nếu như bạn tuổi tí không thực sự cố gắng để giữ người ấy thì không biết cái chuyện tình cảm của bạn có thể níu lại được đến bao giờ nữa đó bạn tuổi tí nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tí xuất hành, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng đều rất chi là tốt. Bạn đang được cái vận quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên nếu xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn có được cái sự may mắn trong công việc và tài lộc nữa bạn tuổi tý nhá. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình cảm rạn nứt tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đường tình chắc trở tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tiền bạc dồi dào tử vi tuổi canh tý thuộc thổ kinh doanh phát đạt tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc cần nắm lái thời cơ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn sẽ biết được những cái khó khăn trong quá khứ của mình nên giờ chỉ cần có cơ hội để chạm tay tới hạnh phúc là bạn sẽ không bỏ qua nữa. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân dẫn dắt chỉ đường. Bạn hãy mở lòng đón nhận tình cảm đến với mình bạn tử xỉu nhé. Người ấy có thể xuất hiện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của bạn tử xỉu trong ngày hôm nay, nhưng nó như là định mệnh mới gặp mà tưởng chừng như đã quên biết từ lâu. Tình cảm cũng tiến triển rất chi là nhanh chóng, sớm thành lứa đôi nữa rồi đối với bạn tử xỉu nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này đối với bạn tử xỉu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh cho dù công việc của bạn có bế tắc nhưng với năng lực của mình bạn tuổi sửu sẽ sớm tìm thấy được cái lối ra với bạn tuổi sửu có được nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo nhận được cái sự đánh giá cao từ phía cấp trên nữa bạn tuổi sửu nhé ngày này đối với bạn tuổi sửu trong ngày bạn có được tin báo tốt lành nhiều niềm vui đến gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi không cần lo lắng quá nhiều về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, công việc tiến triển tốt, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cần nỗ lực nhiều hơn, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, đừng bỏ lỡ hạnh phúc. Về đánh giá của bạn tử Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020, Ngày thứ năm này đối với bạn tử dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dần trong ngày này đang có báo hiệu hung cát đan xiên và bạn tử dần bạn đang gặp ngày dần tị tư hại. Cái điều này sẽ gây tổn thất về cái chuyện tình cảm cho bạn tử dần trong ngày hôm nay. Bạn mệnh không hiểu tại sao người ấy bỗng dưng lại thay đổi như vậy dù mong muốn với bạn tự dần có được cái sự ủng hộ từ người mình yêu nhưng bạn đã ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện đã biến chuyển theo cái chiều hướng chẳng thể nào tin được tình cảm cũng như là thời tiết thay đổi một cách nhanh chóng một cách chóng mặt luôn nữa nhé. cũng may là trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, bạn vẫn có được tin vui, đó là bạn đang có được báo hiệu về tài lộc đến với mình. Chính tài ở bên đảm bảo cho bạn tuổi dần có được cái nguồn thu nhập ổn định, công việc hoàn toàn tốt cũng chính là cái điểm cộng cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi dần trong ngày hôm nay gặp đối tác, lãnh đạo, quan chức thì có nhiều may mắn, quý nhân giúp đỡ, mọi việc êm xuôi, không cần phải lo lắng nhiều bạn tuổi dần nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tiền bạc ổn định tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đường tình ảm đạm tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ bị tổn thương tử vi tuổi canh dần thuộc mộc thất vọng tràn trề tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim kiếm tiền dễ dàng về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mạo xin tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mạo trong ngày này bạn đang có được báo hiệu rất chi là rực sáng về con đường tài lộc nhờ có thiên tài giúp sức cho bạn và bạn tuổi mão bạn có thể sẽ kiếm được bộn tiền từ ngày tay trái của mình bạn sẽ phải ngạc nhiên cái số tiền ấy nữa đó bạn tuổi mạo nhé và bạn tuổi mão không phải kiếm tiền quá dễ dàng mà bạn ngạc nhiên bởi với bạn tuổi mão trước giờ không phải là người phù phím. Bạn chỉ không ngờ thú vui ngày trĩa lại có lúc giúp cho mình biến niềm vui thành tiền bạc đó bạn tuổi mão nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho hỏa. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Mão tiền bạc dồi dào, nhưng cái con đường tình duyên của bạn lại có nhiều sóng gió không được như ý và bạn tuổi Mão thiếu thời gian cho chuyện tình cảm, cho nên khó có thể phát triển được cái mối quan hệ tình cảm cho mình nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mão, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng đều tốt. Và bạn đừng quên hãy xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam. Hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều cái vận may trong công việc cũng như là tiền bạc bạn tuổi mão nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tiền bạc dồi dào tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tình cảm nhạt phai tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ rạn nứt mối quan hệ tử vi tuổi tân mão thuộc mộc thú vui kiếm tiền tử vi tuổi quý mão thuộc kim hung cát đan xiên về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, quân số may mắn, số 1, số 9, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay có thể với bạn sẽ là một ngày may mắn nhất bởi không chỉ có được công việc như ý mà tình duyên của bạn cũng rất chi là rạng rỡ bởi bạn đang gặp được ngày có chính ấn ở bên và bạn mệnh tuổi thìn tìm được công việc lý tưởng đúng với cái khả năng của mình nữa rồi với bạn tuổi thìn, bạn cũng cần phải cố gắng để phát huy hết cái năng lực của mình. Không phải ai cũng may mắn được làm cái công việc mà mình ưa thích. Đúng với cái khả năng của bản thân mình Thời điểm này với bạn tử thìn Đang được xem xét Để cất nhắc Bạn cần phải lưu ý nhé Và trong ngày thứ năm này Đối với bạn tử thìn Cái vận trình của bạn Cũng đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt đẹp. Cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân sẽ có những cái dấu hiệu đáng mừng. Và với bạn tuổi thìn, bạn cần phải có được tình yêu và hôm nay bạn sẽ có được nó. Thế nên đừng có ngạc nhiên và sợ hãi. Hãy mở lòng mình để đón nhận nó bạn tuổi thìn nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa công việc tiến triển tốt tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm thăng hoa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc vợ chồng hài hòa tử vi tuổi canh thìn thuộc kim dễ bể tăng tín tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hôn nhân hạnh phúc về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu đón nhiều niềm vui mới trong công việc nhé. Và bà tử tị, bạn tuổi Tỵ, bạn mệnh sẽ cần phải nỗ lực để nắm bắt lấy cái cơ hội hiếm có này khi mà bạn đang có được cái sự ủng hộ của chính con luôn ở bên để hỗ trợ cho bạn đạt được thành công nữa. Nỗ lực làm việc của bạn tuổi Tỵ tăng lên một cách rõ rệt và bản mệnh tuổi tỵ sẽ Tín rất nhanh nếu như đi đúng đường đúng hướng vận may này với bạn không ở quá lâu vì thế với bạn tuổi tỵ bạn hãy thể hiện hết cái khả năng của mình đi bạn tuổi tỵ nhé nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ tính tình của bạn khá chi là nóng nảy bạn đừng có giận cá chiếm thớt vì công việc của bạn bận rộn mà để mặc cho mọi chuyện với người thân, gia đình hay ai đụng đến là nổi giận. Như vậy là không được bạn tuổi tỵ nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình cảm tổn thương, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ thăng quan tín chức, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có được niềm vui, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần phải bình tĩnh hơn, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy đừng mắc sai lầm. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay bạn sẽ gặp được người trong mộng của mình sớm thôi. Bởi ngày này đối với bà tuổi ngọ, bạn đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành, ngọ mùi tương hội. Cái điều này cho thấy với bà tuổi ngọ, bạn đừng để cho những cái vẻ bề ngoài bóng bẩy khiến cho bạn đánh mất đi lý trí mà lầm đường, lầm tưởng bạn tuổi ngọ nhé. Tình yêu đơn giản lắm, người ấy có khi vốn đã ở trước mắt bạn mà bạn chưa hề nhận ra. Và với bạn tuổi ngọ, bạn là người thích tự do, thích rong chơi, nhưng khi gặp được người phù hợp thì chẳng hề từ chối. Thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cũng cảnh báo cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này dễ gặp họa thị phi, nói gì, làm gì cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Đừng có vì một phút bốc đồng mà làm chuyện không nên để rồi sau đó phải hối hận nữa bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tiểu nhân quấy phá, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm như ý, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, đường tình duyên vượng sắc, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, công việc tiến triển tốt, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, cần phải hiểu rõ bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội cái điều này sẽ mang lại nhiều may mắn cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi mùi, bạn được người ấy yêu thương và nâng niu rất chi là nhiều. Ai nhìn thấy cũng phải thầm mong ước được hạnh phúc giống như bạn nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn nhập mệnh cái điều này cho thấy với công việc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay dần dễ dàng hơn, bạn mệnh không mất nhiều thời gian cho những việc vụn vặt bởi đã biết cách sắp xếp công việc một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa để thành công hơn nữa trong cái phương diện công danh sự nghiệp của mình nhé. Đặc biệt, là sự sáng tạo của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn tiến nhanh hơn nhiều. Đừng có chỉ nhốt mình trong những cái lối mòn cũ kỹ trước đó mà cần phải biết rằng bản thân mình đang có thể mạnh mẽ ở đâu để phát huy được cái tối ưu cái khả năng của mình bạn tuổi mùi nhé. Từ về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, công việc tín trị tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, nhân duyên đáng mừng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, được trao cơ hội. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, đào hoa nở rộ. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Cho nên, về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày này, rất chi là tốt đẹp, con đường tình duyên của bạn được khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ, tình yêu ngỡ không còn lối thoát thì nay lại tìm được tia hy vọng với bạn rồi đó bạn tuổi thân nhé trong ngày này đối với những người đã kết hôn dần xóa bỏ được những cái hiềm khích nghi ngờ giữa hai vợ chồng lòng tin được gây dựng trở lại bạn thấy được những cái chuyện biến tích cực trong cái thái độ của đối phương gia đình cũng đầm ấm hơn rất chi là nhiều nữa rồi nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện ngáng trở bạn con đường tài lộc của bạn có phần ảm đạm, kiếm tiền khó khăn mà trong cuộc sống của bạn lại còn không biết bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu. Vì vậy, với bạn tuổi thân, dễ lâm vào cái hoàn cảnh trái túi, thu không đủ chi bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiền bạc bất minh tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình cảm dần khởi sắc tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ kiếm tiền khó khăn tử vi tuổi canh thân thuộc mộc biết trân trọng nhau tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần có được niềm tin về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Tử vi tuổi dậu thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ về cái phương diện tình duyên và bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày tị dậu bán hợp, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu tượng trưng không thể gặp lại được thì hôm nay bạn mệnh lại có được nhân duyên gặp gỡ với nhau nhé định mệnh đã an bài, nếu như bạn tự dậu không đưa tay nắm giữ thì quả thực là nối tích vô cùng cho bạn. Nếu đã có duyên thì đừng để cho đôi lứa phải chia lìa, đừng để cho những định kiến xã hội khiến cho người yêu mình, yêu nhau không đến được với nhau nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tự dậu, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim nhập mệnh, cái điều này cho thấy công việc của bạn tuổi dậu đang tiến triển khá chi là tốt. Tuy nhiên, nếu như bạn không nhanh chóng sửa đổi cái thái độ làm việc của mình, thì rất có thể chuyện vui với bạn sẽ không kéo dài được bao lâu. Đừng có quá cố chấp nữa bạn tuổi dậu nhé. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa có duyên gặp gỡ, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ nên biết điểm dừng, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đừng quá tự mãn, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim hãy làm thiêu trái tim mách bảo. Về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tử tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính ấn nhập mệnh, cái điều này cho thấy với bạn tử tuất cần phải chuẩn bị tinh thần để làm việc với cái sự tập trung cao độ nhé. Hôm nay với bạn tử tuất được trao cho nhiều cái thử thách khó khăn lắm và nếu như bạn không cẩn thận rất dễ mắc sai lầm, mắc lỗi nữa đó bạn tử tuất nhá. Tuy nhiên, những thử thách phía sau đối chính là phần thưởng cho bạn vượt qua được những thử thách là với bạn tử tuất sẽ tiến gần hơn tới thành công với mình, được cấp trên cất nhắc và trao cho bạn cái vị trí xứng đáng hơn nữa. Và trong ngày thứ năm này, đối với bạn tử tuất cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn rất chi là tốt đường tình duyên được khởi sắc, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân thì không cần phải lo lắng cô đơn, không có người yêu bởi bạn sẽ được người thầm thương trộm nhớ đã lâu, tỏa tình lãng mạn nữa rồi nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tình duyên thắm sắc, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, thử thách khó khăn, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, thành công rực rỡ tử vi tuổi canh tuất thuộc kim đào hoa nở rộ tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy sớm có người yêu về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, cho nên với bà tuổi hợi đang có điểm báo chẳng lành sẽ đến với mình. Và bà tuổi hợi sẽ có biến động trong cái chuyện tình cảm của mình ngày hôm nay. Bạn mệnh nếu không kiềm chế được cảm xúc sẽ khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thương nữa nhé. Sai lầm ai cũng mắc phải, nhưng đừng vì thế mà để cho người ấy phải chịu ấm ức, yêu thương nhau còn chẳng hết. Tại sao lại vì những cái chuyện nhỏ nhặt mà dày vỏ nhau, hãy tự kiểm điểm bản thân mình đi bạn tuổi hợi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ năm này, đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh, cái điều này cho thấy tinh thần làm việc của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn tuổi hợi khó tập trung làm tốt cái công việc của mình. Mọi sự tập trung của bạn đang dồn hết về nơi người ấy nữa rồi đó bạn tuổi hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi hợi không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điểm báo, của cái sự va chạm, cãi cọ, tranh chấp không nên tiến hành những cái công việc trọng đại trong ngày nữa bà tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đường tình trắc trở, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ phải biết nhận sai, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc công việc khó khăn, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim dễ mắc sai lầm, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nên tự nhận lỗi. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. สิ่งเจ้าอย่างไร